Rồi chào con nghe, hôm nay thì con bộ K8M8 nè, đẹp cực kỳ luôn nè, ốc ác rồi con. 8 ngựa đẹp cực kỳ luôn. Con này chưa xài gì mà con ơi. Quá đẹp, trắng tươi luôn nè. Ốc ác mà chưa có ngựa là đẹp lắm nè. Con 8K8 đi dầu còn đẹp cực kỳ luôn, con ít xài nè. Chớn đồ đẹp rồi con, quá đẹp. Bô trắng ở trong vậy là ít xài nè, ở trong thì bô trắng ít xài à. Đẹp luôn. Thôi 8K8. 8 ngựa, 8 anh lực đẹp cực kỳ luôn. Alo. Ok anh ok. Tao khoan em ra ngoài đường rồi. Chờ em chút. Đẹp kỳ ơi, 8K8 rồi con. Đây K8 này. Đẹp cực kỳ. Alo. Khoan khoan chờ em chút anh. Đẹp rồi con này, về chứ có rửa chút nó đẹp nè, ốc ác mới chát nè, đẹp, bô bổng màu đen nè, bô này bô lửa cũng bổng hết. Đẹp đó con. Ốc ác cũng bảy màu luôn. Vừa khó rửa lên chút nó đẹp. Má gì đẹp xài. Bô trồng trắng ít xài rồi con. Khá đẹp luôn rồi con. Cái con nào mà nó còn đẹp, ít xài là mình xài được nhiều hơn, mà con bên Nhật ít xài là mình xài nhiều hơn. Ốc ác cũng mới chắc luôn. Đẹp đó con ơi. 8K8. Có 18 lít một thùng anh. 20 anh. À, 18 lít hay cái thùng màu xanh trắng đó, độc quyền của Yonder đó. Em có đăng lên đó. Dạ. Đâu chịu mấy ghẻ vậy? Sao ghẻ vậy? Dạ, rồi đem coi, đem coi. Đẹp rồi con ơi. Xanh vàng luôn á con. Đẹp cực kỳ luôn. Con về trang chụp sới là ok luôn. Đẹp. Ốc ác rồi. Bô bổng ít xài. Chịu rảnh test thử bà con coi. Thật đẹp. Đẹp rồi con. Quá đã luôn. Đẹp ghiền luôn. Lâu mới có con đẹp rồi con ơi.